Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 14 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin hỗ trợ dân đồng tâm, nhiều luật sư bị mật vụ Việt Nam đe dọa. Không ai có thể phủ nhận việc đồng tâm là một vụ án hết sức đặc biệt trong lịch sử đương đại tại Việt Nam. Bởi vậy mà những người trong cuộc, đặc biệt là những người luật sư được gia đình ủy thác cho bảo chữa cho các bị cáo có vai trò quan trọng trong quá trình xét xử vụ án. Tuy nhiên, sự an toàn của những luật sư này đã luôn bị mối đe dọa của các lực lượng đen tối. Luật sư Đặng Đình Mạnh vào hôm 10 tháng 9 năm 2020 đã cho biết ông cùng với luật sư khác là Nguyễn Văn Miếng, Ngô Anh Tuấn đã bị theo dõi ngay từ khi rời khỏi tòa án. Đây là hình ảnh các luật sư bảo chữa cho các bị cáo trong vụ án Đồng Tâm. Trong một bài viết trên trang Facebook cá nhân, luật sư Mạnh viết tiếp như sau: vào buổi chiều, khi rời khỏi phiên tòa thì cả ba chúng tôi lần lượt bị một nhân viên mặc thường phục xốc nách kéo ra cổng một cách thô bạo và xô thẳng xuống cầu thang. Vì khi ấy chúng tôi đang tranh cãi yêu cầu họ trả USB để chép lại vào laptop riêng. Sau đó trên đường di chuyển, chúng tôi phát hiện có bốn bạn trẻ di chuyển trên hai xe gắn máy đeo bám. Khi xe chúng tôi dừng thì họ cũng dừng xe vào lề đường. Khi chúng tôi đi thì họ lại tiếp tục di chuyển. Chúng tôi đã chụp ảnh và quay phim họ để làm kỷ niệm. Vài tiếng sau đó, luật sư Tuấn đã giải thích cụ thể trên trang Facebook cá nhân về trình tự sự việc. Ông Tuấn viết: vào cuối giờ chiều, khi các luật sư ra ngoài nhận các tài sản gửi lại trước phiên tòa và sao chép các tài liệu từ USB của tòa sang thiết bị vi tính cá nhân như thường lệ, thế ngay lập tức các nhân viên an ninh ngăn cản việc sao chép này và thu giữ luôn. Tôi khiếu nại, kêu họ bảo lãnh đạo ra giải quyết nhưng họ lảng tránh, không ai chịu ra. Họ còn chĩa máy quay tứ phía về phía tôi như thể tôi là đối tượng của họ vậy. Cùng lúc đó, hai đồng nghiệp của tôi là luật sư Đặng Đình Mạnh và Nguyễn Văn Miếng đã lại ý kiến cùng tôi thì bị những đồng đội của họ cương quyết đẩy ra. Cuối cùng, vừa không cho copy được tài liệu, chúng tôi vừa được mời ra ngoài một cách cưỡng bức. Không biết họ lo sợ gì về vấn đề từ tài liệu chúng tôi làm. Nó chỉ là sự thật, là hơi thở từ phòng xử án mang ra mà thôi. Họ lo sợ gì hay sợ nó khác những gì mà người dân nghe được, nhìn được trên TV. Luật sư Tuấn cũng cay đắng gọi đây là vị khét ở đáy nồi vì tưởng như sẽ có một phiên tòa tương đối trọn vẹn, ít nhất là về mặt hình thức, nhưng cuối cùng cái hình thức đó cũng bị người ta bôi bẩn đi vào những phút cuối cùng bằng những cách thật tệ hại. Đây là hình ảnh hai luật sư từ trái sang Lê Văn Luân và Trần Thu Nam bị hành hung vào năm 2015. Ông Tuấn viết tiếp: một chuyện khác nằm ngoài phạm vi tòa án cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng là khi chúng tôi bước chân khỏi tòa án cũng là lúc bị các đối tượng lạ theo dõi. Vì cửa kính xe tôi màu đen vì nghiệp vụ non nên các đối tượng này bị hai đồng nghiệp tôi phát hiện và ghi hình. Tôi thì không có lý do gì để lo sợ, vì nếu tôi có bị gì thì tôi biết kẻ hại tôi là ai rồi. Nhưng luật sư Mạnh đã từng bị ném lên xe và cướp luôn laptop một lần, nên anh sợ có thể điều ấy lại diễn ra lần nữa. Chúng tôi không nghi ngờ động cơ, mục đích của những người theo dõi kia là gì, nhưng có những suy nghĩ rằng nếu là xã hội đen thì bọn nó chặn đánh chúng tôi rồi, chứ bất công lẽo đéo chạy theo sau hít khói bụi làm gì cho mệt xác. Sau đó, ba vị luật sư đã di chuyển đến gần văn phòng của luật sư Tuấn để giữ an toàn cho nhau. Sau đó, tài khoản Facebook có tên là Phương Ngô là người đã hộ tống hai luật sư Mạnh và Miếng đến địa chỉ an toàn vào ngày 10 tháng 9 còn cho biết, lực lượng công an côn đồ này không chỉ cướp giật USB, khủng bố tinh thần các luật sư, mà buổi tối ngày 10 tháng 9 còn thuê phòng ngủ ở bên cạnh phòng ngủ của luật sư trong khách sạn, rồi sau đó lèn vào phòng để lục lọi đồ đạc. Nhà báo Phạm Đoan Trang nhận định, việc công an côn đồ gây sự và đe dọa các luật sư có lẽ xuất phát từ ý muốn kiểm soát và ngăn chặn, không để các luật sư tiếp tục truyền tải thông tin hoặc là để cướp tài liệu, phá hồ sơ, cản trở công việc bảo chữa của họ. Ngành công an Việt Nam đã có tiền sử tấn công các luật sư. Cách đây gần 5 năm, vào buổi chiều ngày 3 tháng 11 năm 2015, ở huyện Chương Mỹ, Hà Tây, một đám côn đồ đã chặn xe hành hung hai luật sư Trần Thu Nam và Lê Văn Luân. Trong đó, một côn đồ đã bị nhận diện là công an xã. Luật sư Tuấn cũng là người tham gia đầy đủ trọn vẹn toàn bộ thời gian phiên tòa và là người ghi biên bản phiên tòa trong suốt thời gian diễn ra để chia sẻ thông tin và diễn biến phiên tòa với công chúng trong bối cảnh giới báo chí trong nước chối bỏ bộ phận đưa tin trung thực đến người dân để ghi công với ban tuyên giáo của Đảng. Đây là hình ảnh luật sư Đặng Đình Mạnh và Nguyễn Văn Miếng đã được người dân hộ tống ra sân bay về Sài Gòn an toàn. Trên thực tế, việc trấn áp dư luận đã được thực hiện trước khi phiên tòa diễn ra. Facebook Phạm Thanh Nghiên cho biết thêm như sau: trước khi phiên tòa này diễn ra, một số người bạn của tôi
xin phép không được nêu danh, đã bị công an triệu tập dài ngày và yêu cầu không được phép viết về vụ Đồng Tâm. Tất nhiên là không chỉ đe dọa Xuông mà còn kèm theo những sức ép kinh khủng khác. Bản thân tôi cũng nhận được những lời đe dọa nhưng ở mức độ nhẹ hơn. Vào sắp tới, sự bắt bớ có thể sẽ được nhà cầm quyền khởi động lại. 1, 2 hoặc 3 nhiều người nữa sẽ phải bước chân vào vòng lao lý, vào chốn ngục tù, không phải vì có tội mà vì họ dám đứng lên bênh vực lẽ phải, dám đối đầu với các thế lực tà ác và dám viết về vụ án lịch sử Đồng Tâm, điều mà bọn cầm quyền không muốn. Cái thời chúng ta không chỉ viết bằng những cái gõ bàn phím mà viết bằng máu. Trong công tác tổ nghiên cứu tòa vào ngày đầu tiên mùng 7 tháng 9, có một sự việc cũng làm một số luật sư phẫn nộ. Đây là hình ảnh quang cảnh phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ Đồng Tâm. Luật sư Tuấn đã phải viết một bài có tựa đề "Luật sư, đứa con hoang của ngành tư pháp" để bày tỏ sự bức xúc này. Ông Tuấn cho biết là thứ nhất, dù Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mượn trụ sở của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội để xét xử, nhưng luật sư không được đi xe vào sân tòa để gửi những phiên tòa khác. Khắp dãy phố Phạm Văn Bạch từ khu vực Thanh tra Chính phủ tới trụ sở của Viện Kiểm sát, luật sư cũng không để được xe. Ngay cả các chỗ trông xe của dân xung quanh đó cũng được công an trưng dụng, dù còn chỗ nhưng cũng không cho luật sư gửi. Riêng việc đi tìm chỗ gửi xe đã mất gần 30 phút loay hoay tìm nơi. Điều thứ hai là Tòa án Nhân dân cấp cao Hà Nội mở cổng cho tất cả mọi người tham gia vào việc, nhưng kiên quyết không cho luật sư đi vào mà bắt luật sư phải đi vòng lại cổng Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội cách đó khoảng 200 mét. Chưa hết, vào được cổng Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội lại phải đi một vòng qua sau lưng Tòa án Nhân dân cấp cao Hà Nội, vòng qua cửa chính Tòa án Nhân dân cấp cao Hà Nội rồi mới đi vào bên trong tòa, nghĩa là để đi được vào phòng xử án, các cán bộ của các cơ quan khác chỉ mất trên dưới 50 mét, còn luật sư phải đi vòng hết ít nhất 350 mét. Trời sáng mưa tầm tã và được đến tòa bằng kiểu cực hình đó, nhiều luật sư đã bị ướt sũng như luật sư Lê Văn Luân, Nguyễn Hà Luân, Phạm Lệ Quyên và cả chính luật sư Tuấn. Cũng bởi các luật sư đã hết lòng vì vụ án, không phải chỉ nhận trọng trách bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các bị cáo, mà còn nỗ lực mang thông tin trong phiên tòa mà không một dân đen nào được tham gia, kể cả thân nhân của bị cáo, đến với dư luận. Và những ngày vừa qua, sự an toàn của những vị luật sư đã được công chúng quan tâm đặc biệt. Đây là hình ảnh nhóm luật sư thân hữu tại Sài Gòn gặp gỡ giao lưu với hai đồng nghiệp là luật sư Nguyễn Văn Miếng và luật sư Đặng Đình Mạnh vừa tham gia vụ án Đồng Tâm trở về Sài Gòn vào hôm 12 tháng 9. Tiến sĩ Nguyễn Quang A là một trong những người đầu tiên lên tiếng trên mạng Facebook về việc các luật sư bị đe dọa. Tiến sĩ Nguyễn Quang A viết như sau: khẩn các luật sư Mạnh, Tuấn, Hòa và một số luật sư khác bảo chữa miễn phí cho những người Đồng Tâm đang bị bọn côn đồ đe dọa, cướp đồ và chửi bới. Hãy chia sẻ mạnh và lên tiếng bảo vệ các luật sư. Bài viết của ông đã nhanh chóng được cộng đồng mạng chia sẻ, thu hút được 1.300 lượt thích, 391 lượt chia sẻ chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ. Cùng lúc đó, mạng xã hội đã phát đi chiến dịch hiệp thông cầu nguyện tới quý vị luật sư bảo chữa cho các nạn nhân vụ thảm sát Đồng Tâm được bình an, cũng được rất nhiều người ủng hộ. Luật sư Mạnh cho biết có những người không quản đường xá đến ngay chỗ các luật sư lánh nạn để hỗ trợ các luật sư. Ông cũng ghi nhận vô số tin nhắn hỏi thăm, gợi ý, chỉ dẫn cho chúng tôi trong những giây phút bối rối. Ông viết, đón nhận sự hào hiệp, che chở của cộng đồng đã khiến chúng tôi phải tự hỏi, chúng tôi đang bảo vệ người dân thân cô thế cô hay chúng tôi đang được người dân bảo vệ mình? Và nói tiếp, cảm ơn các Lục Vân Tiên, nhờ ân tình của quý bạn mà chúng tôi không thấy mình bị lẻ loi trên hành trình đi tìm điều vô tưởng. Thành thật, có cảm ơn đến bao lần cũng chưa bao giờ chúng tôi thấy đủ với ân tình đã nhận. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ hai ngày 14 tháng 9 năm 2020 với bản tin hỗ trợ dân Đồng Tâm, nhiều luật sư bị mật vụ Việt Nam đe dọa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.